Hello tất cả mọi người. Hôm nay là bố mùa ở Mỹ à, đi dạo vòng vòng Costco chơi. Hôm nay là thứ 6 thì cũng đã tối rồi, thì mọi người cũng mới bắt đầu đi làm về và cũng có khá là nhiều người đi chợ. Đây coi chợ có cô bán đó, ở đây cái bánh gì nè, nói chung là cái bánh gì đó mình cũng không biết nữa đó. Bên đây là có các loại kẹo, và chợ Costco này thì các bạn cũng đã biết rồi là nó bán đồ sỉ, kiểu giá sỉ thì nó rẻ hơn những chợ bình thường. Đây thì ở đây là thì đây là có bột protein để dành cho những người tập gym nè, có rất khá là nhiều loại. Và bên đây là sô cô la, đây là cái kiểu dẻo á. Ở chợ Costco này bán khá là nhiều đồ. Cái này là cái đậu hẹp đều rồi, nó cho muối mật ong gì tùm lum trong nó, mình cũng không biết. Đây nãy giờ là đi đồ ăn nãy giờ đúng không, thì mình qua hàng thuốc đi. Ở Mỹ thì người ta vẫn còn đeo khẩu trang, thì theo mình thấy á là cái đồ ở Costco nó xài khá là tốt. Và đồ ở Costco thường thường nó sẽ có chất lượng khá là tốt. Thì giờ mẹ mình coi mua vitamin C để uống thêm. Đo nhiệt độ. Ủa hai đâu mà? Nói chung là ở Costco nó chất đồ đóng bự không à. Mà ở trong Costco nó có một cái pharmacy là giống như là tiệm thuốc tây á, là kiểu các bạn phải có đơn thuốc từ bác sĩ thì các bạn mới ra đây và lấy được, mua thuốc được. Ở đây thì có chích vaccine nữa mà mình thấy quay người ta kỳ quá. Ông chích ngừa flu hả? Chích ngừa, họ chích ngừa cảm cúm nha. Thì cỡ tháng 11, tháng 12 thì họ sẽ thường thường chích ngừa flu, cảm cúm để kiểu đỡ bị bệnh. Ở đây là cái gì đây? Ở đây là có cái gì đây? Mình cũng không biết nữa, nhưng mà nói về cho mắt đó. Có thể mình đọc thêm. Nhưng cái này là làm ẩm mát lại, làm ẩm kiểu như dành cho những mắt bạn nào bị khô đó. Bên đây là dầu cá và cũng có một vài vitamin C rồi D vài tùm lum. Thì
ở Costco nó cũng có bán quần áo đồ. Và nhìn như ở đây là áo Calvin Klein. Wait, cái quần này nè. Các bạn nhìn thấy đã không? Ở trên đây là quay này là bánh kẹo. Nó tên là bánh đó. Ở đây cũng có gian heo nữa. Cũng có ấy, hai ăn gian heo không? Nè. Ôi, ghê. Mày... không ngon đâu. Không ngon hả? Không ngon đâu, hồi đó nhớ ăn không? Đây, để con đẩy xe cho nó đủ rồi. Dắt các bạn đi vòng vòng Costco hơn, tại vì lâu lắm rồi mình mới đi lại Costco. Ngoài Starbucks ra thì cũng có khá là nhiều loại, thì mình cũng không có rành lắm, nhưng mà cái hiệu Riesling này là nó kiểu nổi tiếng, với lại được nhiều người lựa chọn để uống. Và đây cũng có là sữa sô cô la. Ở đây họ có bán nước ngọt luôn. Mình đi nãy giờ vòng vòng mình cũng không biết mẹ mình với anh hai mình muốn đi đâu nữa. Kẹo này không biết các bạn nhìn có quen không? Không biết. Tại vì mình nhớ ở Việt Nam cũng có bán mấy cái này. Và sắp tới mùa Giáng sinh rồi thì họ cũng bán khá là nhiều đồ về Giáng sinh. Cái gì ta? Cái kẹo mà kẹo cứng này mà nhìn kìa, kẹo cứng kẹo ngọt không? Đây
Costco nó bán nguyên căn nhà vậy luôn nè. Nguyên căn nhà nhỏ nhỏ giống như nhà kho vậy. Đó. Thì ở Mỹ thì có nhiều nhà nó sẽ có nhà kho như vậy. Thì 6 trái là 9 bao là cỡ 18-19 đồng hoặc là 20 đồng. Đó, bên đây thì là người ta có trái gì đây, trái gì đây, ở hình như trái như trái cam vậy mà mình không biết tên tiếng Việt là gì. 1.50 đồng một bao. Mẹ biết trái gì không? Cái gì? Con đâu biết đâu. Giống bưởi quá vậy. Chắc bưởi. Giống bưởi Mỹ. Nè, nè cái hình này coi là cái gì? Có 20 đồng mà mai mày đi vô mày mua trái cây đúng không? Bây giờ là mình đã tới hàng rượu rồi nha. Hàng rượu thì nó gần bên hàng trái cây. Đó. Ở đây có khá là nhiều loại rượu nhưng mà mình cũng không có rành mấy cái này. Thì bên đây mua rượu thì lúc mua các bạn phải cần có ID. Và bên đây hình như bên đây là cái này là cái bình điện hay sao á, để chạc đồ. Đây là đèn. Ủa hình như cái đồ này đồ thiệt nè hay sao? Máy hút bụi tự động. Đó. Thiết kế cũng khá là hay. Ui. Cái này là cái quạt sưởi ấm không? 70-80 đồng một cái. Ngoài ra thì Costco nó cũng có bán đồ trang sức nữa. Ví dụ cái này đi. Cái này là 2.300. Thì là bao nhiêu tiền Việt Nam? Cỡ 40 triệu á. Hơn 40 triệu á. Đồ điện tử cũng có khá là nhiều và giá cả cũng phải chăng.
dưới này nữa. Còn cái cốt dưới này nữa. Dưới là cái khung. Mềm hơn. Mềm hơn mấy cái nhà. Cái bên này mềm hơn cái hơn. Thì mình chủ yếu thường thường mình gia đình mình sẽ mua những đồ như là mỹ phẩm hoặc là sữa rửa mặt rồi như là thuốc bổ gửi về Việt Nam. 2012 hả? Như vậy nó gắn với Apple. Ở đây nó cũng có máy điện thoại nha, thì nó cũng liên kết với T-Mobile, AT&T, Verizon thì nó bán TV, laptop rất là nhiều loại. Và thì muốn đi vô Costco thì mình phải đóng thẻ thành viên của nó. Ngoài ra nếu mà các bạn không muốn đóng thẻ thành viên á, thì các bạn kêu những người bạn của bạn tặng cho cái thẻ gift card, rồi các bạn trả tiền lại, thì các bạn dùng cái thẻ gift card đó để vô Costco để mua đồ. Không, mình không nhất thiết phải đóng thẻ thành viên, nhưng mà ở Costco đặc biệt một cái là đổ xăng của nó cũng khá là rẻ, nên nên cũng được. Hoặc là các bạn lấy cái thẻ gift card đó các bạn refill lại á, rồi các bạn đi đổ xăng nó cũng được. Mình không biết sao tại mình chưa thử bao giờ, nhưng mà nghe nhiều người nói vậy. Thì với cách đó các bạn không có cần thẻ gift card, không có cần thẻ thành viên. Đây là quần áo của Costco nha. Thì đồ nó khá là chất lượng, nhưng có điều là mình thấy không đẹp. Đối với mình thì mình thấy không đẹp thôi, nhưng mà có thể với nhiều người thì các bạn có thể thấy đẹp. Thì bây giờ mình với gia đình mình sẽ đi ra check out để đi ra tính tiền. Thì gia đình mình thường thường sẽ tự tính tiền hơn là đưa cho người ta tính, tại vì cũng mua không có nhiều. Đây, giờ đầu tiên là mình phải cà thẻ. Không qua đóng tiền mua rồi, nay vẫn còn tiền hả? Không dành, không dành. Ơi, hai coi trong thẻ còn tiền không vậy? Còn. Ok. Đó. Ở Việt Nam thì cũng chưa có tự tính tiền á. Ở bên đây thì người ta không có tự tính tiền rồi. Việt Nam có chưa? Thì đơn giản là mình chỉ scan lên cái máy thôi, rồi nó sẽ tính tiền và mình sẽ để lên kia. Sau khi tính tiền xong thì đi ra ngoài. Nhưng mà lúc tính tiền xong á, mình phải giữ cái receipt nha, để mấy người ở ngoài người ta kiểm. Thì sau khi mà người ta đánh xong rồi, mình không biết họ kiểm làm gì, chắc kiểu để chống trộm hay sao á. Đó.
Ok không vậy? Bên này đẩy xe đi. Đây, bên này Costco nó cũng khá là được nhiều người lựa chọn để ý mình là cái tiệm đó, cái đồ ăn ở của Costco cũng có nhiều người ăn. Mình chưa ăn thử bao giờ nhưng mà mình thấy nó cũng ngon, để bữa nào mình sẽ thử nha. Đó. Hôm nay đơn giản mua một chút đồ ở Costco thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhiều niềm vui.